Phan Như Thảo bất ngờ chốt hạ ngừng giảm cân, tiết lộ lý do gây ngỡ ngàng. Sau khoảng thời gian nỗ lực ăn kiêng và luyện tập để lấy lại vóc dáng thon gọn, Phan Như Thảo bất ngờ tuyên bố sẽ tạm ngừng việc giảm cân. Vào năm ngoái, Phan Như Thảo thường xuyên để lộ thân hình quá khổ, nhiều mỡ thừa sau khi lấy chồng sinh con. Đến tháng 8 năm 2021, người đẹp gây bất ngờ với vẻ ngoài khá thon gọn, khoe giảm được 6kg chỉ trong vòng 1 tháng. Từ đó đến nay, cô không ngừng tập luyện, duy trì chế độ ăn uống hợp lý và thực hiện biện pháp giảm cân hiệu quả với mong muốn lấy lại vóc dáng ban đầu. Vào tháng 10 năm 2021, Phan Như Thảo cho biết bản thân đã giảm được hơn 10kg. Tuy nhiên, cô không mấy hài lòng vì dù có ốm thật nhưng da mặt của cô trở nên lỏng lẻo, thiếu săn chắc, râu rồng hiện lên rõ mồn một. Điều này khiến vợ đại gia Đức An cảm thấy thiếu tự tin vì không đẹp. Chia sẻ về bí quyết giảm cân, Phan Như Thảo cho biết bản thân phải cắt giảm tinh bột. Ngoài bữa ăn chính và buổi tối rất lành mạnh và chỉ ăn chủ yếu là rau củ, một ít thịt cá hoặc có khi hải sản, thì vào bữa sáng và bữa trưa, cựu người mẫu chỉ ăn chén nhỏ cháo yến mạch loãng. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống của cựu người mẫu còn kiêng đường mía thay bằng đường ăn kiêng và thay dầu ăn thực vật bằng dầu dừa và dầu ô liu. Trong ngày, nếu đói, Phan Như Thảo sẽ uống nước sâm bí đao nấu với sơn tra, giúp tạo cảm giác no, đồng thời giảm mỡ máu, thanh lọc cơ thể. Đồng thời, mỹ nhân gốc Cà Mau còn cho biết cô tập luyện cardio mỗi ngày khoảng 1,5 đến 2 tiếng, chủ yếu là các bài tập phối hợp chân tay bụng được huấn luyện viên là bác sĩ lên giáo án. Có lẽ chính nhờ vào việc luyện tập cường độ cao lại còn rất bài bản và khoa học, việc tăng cơ giảm mỡ của Phan Như Thảo trong một thời gian ngắn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, trong chia sẻ mới đây, Phan Như Thảo gây bất ngờ với quyết định bỏ cuộc. Cụ thể, trên trang cá nhân, bà xã đại gia Đức An cho biết đã qua giai đoạn nghiện ăn đau khổ và tiến tới thời kỳ vừa ăn vừa tập để nhỏ cái cần nhỏ và to cái cần to. Khoe vóc dáng hiện tại, cô nói, mình đã quyết định là giữ cân thôi, không xuống nữa. Không phải vì ốm đủ rồi, mà vì mình bận quá, hết rảnh và hết nổi rồi. Vì không còn duy trì quá trình tập luyện khắc nghiệt như xưa nên chế độ ăn uống của Phan Như Thảo cũng được cân bằng trở lại. Người đẹp chia sẻ, ăn uống thì vẫn ăn bình thường, nhiều rau, nhiều thịt, cũng ít ít cơm, ít bánh, ít trái, ít ít cái gì muốn thì ăn chứ không nhịn đau khổ nữa. Và tập thì vẫn tập xỉu xỉu, ngất lên ngất xuống với huấn luyện viên nha. Phan Như Thảo bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu diễn viên. Nhờ nhan sắc xinh đẹp và thân hình hoàn hảo, cô nhanh chóng trở thành chân dài sáng giá của showbiz Việt. Phan Như Thảo sở hữu không ít giải thưởng từ các cuộc thi sắc đẹp như Top 10 Hoa hậu Thế giới Người Việt 2007, Á hậu Hoa hậu Người Việt Hoàn cầu, Top 5 Siêu mẫu Việt Nam 2007. Cuối năm 2015, người đẹp bất ngờ lên xe hoa với doanh nhân Đức An hơn cô 26 tuổi và từng có 3 đời vợ. Trước mọi lời gièm pha của dư luận, cuộc sống hôn nhân của cựu người mẫu và ông xã đại gia vẫn vô cùng hạnh phúc. Thậm chí, Phan Như Thảo còn được ví như bà Hoàng vì được chồng cưng chiều hết mực. Vốn là người đẹp sở hữu body chuẩn chỉnh nhưng từ sau khi sinh con, Phan Như Thảo tăng cân mất kiểm soát khiến thân hình trở nên mẫm mỉm. Xuất hiện tại các sự kiện giải trí, bà xã Đức An liên tục nhận về những lời chê bai miệt thị ngoại hình từ công chúng. Phan Như Thảo từng chia sẻ rằng vì đã lui về ở ẩn không còn là người của công chúng nên cô không còn mấy để tâm đến chuyện giảm cân. Điều cô quan tâm là chăm sóc gia đình nhỏ và tập trung kinh doanh. Trong một lần livestream chân dài đình đám năm nào chia sẻ, Thảo cũng tròn lâu rồi, nay nhắc nhiều quá nên like cho mọi người biết luôn. Mấy ngày qua cứ nhận tin nhắn của mọi người hỏi sao nay mập quá vậy Thảo. Thảo cũng nghĩ mập hay ốm đều có ưu điểm nó hết. Khi gầy thì lên ảnh đẹp, chụp góc nào cũng đẹp. Còn khi người tròn một chút thì da mặt sẽ căng đẹp. Vậy nên gầy hay béo đều có ưu điểm. Nói về phản ứng của ông xã khi thấy vợ tăng cân, Phan Như Thảo hài hước cho biết, anh không than phiền về sự thay đổi tính cách của tôi trước và sau khi kết hôn, nhưng thỉnh thoảng lại chỉ vào những tấm hình cũ và trêu tôi rằng cô trong ảnh này đâu rồi, hay hình như anh lấy nhầm vợ. Trong khi đó, ông xã Phan Như Thảo cũng liên tục lên tiếng bênh vực vợ trước những lời chê bai của dân mạng. Có thể nói dù Phan Như Thảo có giảm cân hay không thì đại gia Đức An vẫn luôn vô cùng ủng hộ, miễn sao bà xã cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ.